Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 17 tháng 7 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Ba Đình họp khẩn trong tình trạng đầy lo sợ. Hiện nay, tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp. Có các ca nhiễm được cho là đã bị gọt rũa để tuyên truyền. Tuy nhiên, thực tế thì chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đang rất hối hả và rất thiếu minh mẫn trong việc ứng phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Bài học về Ấn Độ còn đó, nguy cơ nhiễm bệnh không chừa một ai. Khi dịch trở nên mất kiểm soát thì việc dịch bệnh len lỏi vào trong Trung ương Đảng hay len vào Bộ Chính trị là điều hoàn toàn có thể. Quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam rất giàu, họ rất sợ chết, nên dịch bệnh đối với họ chẳng khác nào tử thần. Việc ứng phó với dịch bệnh mà thất bại thì nó kéo theo rất nhiều hệ lụy, mà đặc biệt là cả năm nay, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng hình ảnh chống dịch giỏi trong mắt người dân. Khi dịch bùng phát làm mất kiểm soát thế nào thì uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng tụt dốc không phanh như vậy. Đây là hình ảnh tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày một nghiêm trọng, nhiều ca bị chết. Mục tiêu kép là điều kiện phi lý mà Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra cho chính phủ. Cho đến bây giờ, với tình hình dịch bệnh ngày một nghiêm trọng thì ắt hẳn Đảng Cộng sản đang thấy uy tín của họ bị lung lay. Đảng Cộng sản cai trị bằng dối trá, mà dối trá không lường hậu quả thì rất nguy hiểm. Nhân dân thời nay chứ không phải nhân dân thời ăn lông ở lỗ đâu, mà chính quyền muốn nói đông nói tây gì mà dân cũng tin được. Hiện nay người dân có đủ công cụ để kiểm chứng tất cả những gì mà Ba Đình nói ra. Người ta không hiểu tại sao suốt năm 2020 thế giới gặp dịch bệnh nghiêm trọng khắp nơi, nhưng tại sao Việt Nam lại không bị? Không có lời giải thích nào thỏa đáng ngoại trừ hai từ may mắn. Từ năm 2020, người ta đã nhìn thấy sự bất cập trong cách chống dịch cực đoan như chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm. Tuy nhiên, chính quyền Cộng sản không nghe và họ tiếp tục làm như vậy. Cho đến nay, khi mà đại dịch đang có nguy cơ bùng phát mạnh thì chính quyền Cộng sản lại hành động rất thiếu sáng suốt mà vẫn duy trì cách chống dịch cực đoan y như trước. Quốc hội đã phải họp khẩn trước tình hình dịch bệnh vô cùng phức tạp và tình hình biểu tình bạo loạn nổi lên tại Cuba, làm cho nhà nước Cộng sản Việt Nam phải vội vã họp khẩn cấp. Tuy nhiên, quốc hội họp là một lần tụ tập có nguy cơ dịch bệnh sẽ lây lan trong kỳ họp này. Vì vậy, chính quyền Cộng sản Việt Nam đang làm mọi cách để bảo vệ cuộc họp này cho an toàn. Theo báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam thì để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 15, bây giờ ông Vương Đình Huệ đã cho triệu tập một cuộc họp bàn về nội dung này. Ông Vương Đình Huệ là Chủ tịch Quốc hội khóa 14 thay cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân, và kỳ họp Quốc hội sắp tới, Quốc hội này sẽ diễn ra vở kịch bầu cử tiếp để bầu ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15. Vở kịch này tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng tiền ngân sách, đây chính là tiền thuế của người dân đóng góp. Trong cuộc họp, ông Vương Đình Huệ yêu cầu các cơ quan của Quốc hội phối hợp với Bộ Y tế, cơ quan hiệu quan, thành phố Hà Nội sẵn sàng các kịch bản, phương pháp ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 15. Tuy nhiên, có đảm bảo được hay không thì phải chờ xem. Thực ra, đây là những gì ông Vương Đình Huệ nhận được chỉ đạo của Bộ Chính trị để nói tiếp. Trước cuộc họp này, trong Bộ Chính trị đã họp và thông báo yêu cầu để ông Vương Đình Huệ họp triển khai. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Quốc hội. Kỳ họp Quốc hội sắp tới quy tụ tới 499 đại biểu, một con số rất đông. Nếu dịch Covid mà tấn công vào Quốc hội thì chắc là không ít người phải đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh, thậm chí dẫn đến tử vong sau đó. Quan chức Cộng sản Việt Nam họ rất giàu, rất thích hưởng thụ nên sự họ rất ham sống, sợ chết. Tuy sợ chết nhưng vì đảng độc tài nên khó có ai mà có thể từ chối họp Quốc hội nếu không có lý do chính đáng. Sau 2 ngày làm việc, cuối buổi sáng ngày 14 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 58. Trước đó, cơ quan thường trực của Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Theo ông Vương Đình Huệ, đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 đã được hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai mạc. Nhưng nó cũng tiềm ẩn rủi ro COVID-19 sẽ lây lan trong các đại biểu. Cuộc họp triển khai chỉ thị của Bộ Chính trị đã diễn ra như thế nào? Ủy ban Thường vụ Quốc hội được xem là ủy ban quyền lực nhất trong Quốc hội.
Cuộc họp của ủy ban này trước kỳ họp Quốc hội là để ông Vương Đình Huệ phổ biến nội dung mà ông đã được Bộ Chính trị chỉ đạo họp, và có thể nói Ban Thường vụ Quốc hội là ban chăn dắt Quốc hội bù nhìn của chính quyền này để đảm bảo các chủ trương của Đảng Cộng sản khi đưa ra Quốc hội thì tỷ lệ gật chiếm phải rất cao. Tổng kết phiên họp lần thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tờ trình của Chính phủ về việc tổ chức thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Đảng lần thứ 13 đề ra cho cả nhiệm kỳ. Đây là tham vọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào ngày 12 tháng 7, Hội đồng bầu cử đã thông qua nghị quyết và xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với 499 người trúng cử, đúng như kịch bản đã định ra trước đó. Họ đều là những đảng viên chứ chẳng đại diện gì quyền lợi cho người dân cả. Đây là hình ảnh, ngoài dịch bệnh thì tình hình chính trị bất ổn tại Cuba cũng làm cho Bộ Chính trị Việt Nam mất ăn mất ngủ. Như tờ Thời báo .d đã đưa tin là bầu cử Quốc hội ở Việt Nam như một vở kịch mà thôi. Mọi đại biểu trúng cử đều được diện quy hoạch, chứ không ai được quyền tự ứng cử cả. Theo thủ tục, hội đồng đã biểu quyết thông qua nghị quyết và xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với 499 vị trúng cử. Theo quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, vào ngày 12 tháng 7 là hạn cuối cùng để xem xét khiếu nại tố cáo liên quan đến bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội. Và kỳ họp bầu cử Quốc hội là ngày 23 tháng 5 đã được Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó bùng phát dịch bệnh. Vào ngày 31 tháng 5, chính quyền thành phố đã ban hành chỉ thị 15 về giãn cách xã hội. Đây là kết quả nhãn tiền khi tập trung quá đông người vào một nơi chật hẹp. Tuy nhiên, với bản chất đổ thừa nên chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã đổ cho Hội Truyền giáo Phục Hưng và truy tố hội này. Vẫn còn những ngôn từ sáo rỗng, và ông Vương Đình Huệ vẫn cho rằng vượt lên những khó khăn chưa từng có do tác động của đại dịch Covid-19, cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay đã thành công tốt đẹp. Đây là những thứ sáo rỗng mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn hay dùng để mị dân. Vâng, để có cái gọi là thành công tốt đẹp ấy mà cho đến hôm nay, đã 45 ngày, Thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục ban hành chỉ thị để ngăn sông cấm chợ, làm cho đời sống người dân vốn đã khó khăn thì lại càng khó khăn hơn, cùng quẫn hơn rất nhiều. Hiện nay, dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng, nhưng chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cho tổ chức các cuộc họp để chuẩn bị cho kỳ họp chính thức của Quốc hội khóa 15. Có lẽ vẫn cần phải có con virus corona xâm nhập vào hội trường Ba Đình để dạy cho những người quan chức này một bài học về tầm quan trọng, phải làm gương về lệnh giãn cách xã hội và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 tới đây, Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bầu nhân sự lãnh đạo chủ chốt của nhà nước, đồng thời kiện toàn nhân sự cấp cao theo thủ tục, tức là theo giới thiệu của Trung ương là 50 nhân sự, để hoàn tất toàn bộ công tác nhân sự từ Trung ương cho đến địa phương. Và tiếp tục câu hỏi được đặt ra là hiện nay Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đang lo sợ điều gì? Trong cơn địa chính, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bất chấp đại dịch. Có lẽ 2 triệu liều vaccine của Mỹ viện trợ cho Việt Nam thì chính quyền Cộng sản đã mang trích cho cán bộ đảng viên của họ hết rồi. Chính vì thế họ vẫn cứ ung dung tụ tập tại kỳ họp Quốc hội mà không hề lo lắng gì. Chỉ có người dân mới khổ và lây lan. Có lẽ con virus corona hiện nay không thể tấn công vào quan chức, vì quan chức thì ai cũng có vaccine ngừa rồi. Còn con virus này tấn công vào dân thì Đảng không quan tâm cho lắm, sống chết mặc bày. Quan tâm nhất của Đảng và Bộ Chính trị hiện nay là hiện tượng bần cùng sinh đạo tặc của người dân. Ý nghĩa của đạo tặc ở đây không phải là cướp giật, mà là người dân nổi loạn như Cuba để lật đổ chính quyền Cộng sản Việt Nam. Mấy ngày qua, tình hình Cuba rất căng thẳng. Đây là hình ảnh Bộ Chính trị không sợ dịch, chỉ sợ dân Việt Nam noi cho dân Cuba nổi lên lật đổ. Nếu chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam không mua vaccine trích cho dân, thì tất họ phải dựng lệnh cấm cản người dân ra đường. Nếu làm công việc này lâu dài thì rất có thể người dân sẽ kiệt quệ và họ lại xuống đường đòi hỏi quyền lợi như người dân Cuba đã làm. Với tình hình bạo loạn như Cuba thì nhà nước Cộng sản Việt Nam không thể không lo ngại. Át hẳn đã có những chỉ thị ngầm cho các chính quyền địa phương canh chừng dân và cũng theo dõi có mầm mống bạo động hay không để triệt trong trứng nước. Với người Việt Nam yêu nước, ai muốn dân Việt Nam nổi dậy như dân Cuba? Còn với chính quyền Cộng sản thì bản thân họ lo âu về vấn đề này nhất. Vì thế nên họ luôn trong tư thế sẵn sàng dập tắt và đàn áp đẫm máu người dân Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 17 tháng 7 năm 2021 với bản tin Ba Đình họp khẩn trong tình trạng đầy lo sợ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.